Ngày 18 tháng 9, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, chiếc Mazda CX-5 do một người đàn ông chưa xác định danh tính điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông với tốc độ cao. Khi chạy đến địa điểm trên, do không làm chủ được tốc độ, tài xế xe Mazda CX-5 đã tông mạnh vào bên ghế phụ xe ô tô 4 chỗ của một trung tâm dạy lái xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang chạy theo chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tập lái, giáo viên Yguin, 34 tuổi, ngụ huyện Đắk Miêu, đang hướng dẫn cho một học viên lái xe. Cú tông mạnh khiến giáo viên Yguin tử vong. Nữ học viên và tài xế xe Mazda CX-5 bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.